Và các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 7, bài 8 và bài 9 trang 42 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 nhé. Bài 7 đề bài như sau. Trang trại nhà Bình có 35 con dê đen. Số dê đen ít hơn số dê trắng là 18 con. Hỏi trang trại nhà Bình có bao nhiêu con dê trắng? Bây giờ chúng mình sẽ đi biểu diễn sơ đoạn thẳng ra nhé. Số con dê đen chúng mình biết trước rồi thì mình sẽ biểu diễn số con dê đen trước. Thầy sẽ ghi là dê đen. Chúng ta sẽ kể một đoạn thẳng thể hiện cho 35 con dê đen nhé. Tiếp theo nào, xuống dòng ta biểu diễn con dê trắng nào. Đầu tiên là chúng mình cứ bình tĩnh, chúng ta gióng thẳng điểm đầu xuống này. Đọc thông tin chúng ta thấy rằng là số dê đen ít hơn. Số dê đen ít hơn tức là đoạn thẳng thể hiện số dê đen là ngắn hơn đúng không? Đoạn thẳng thể hiện số dê đen ngắn hơn thì tức là đoạn thẳng thể hiện số dê trắng phải dài hơn đấy. Phải dài hơn dê trắng. Ta biểu diễn đoạn thẳng dài hơn. Số dây trắng thì đang cần tìm. Và bây giờ chúng ta dùng thước, chúng ta gióng thẳng điểm đầu điểm cuối này, thì mình sẽ nhìn ra được cái đoạn thừa này ra chính là gì nhỉ? Chính là cái đoạn mà số dây đen ít hơn là 18 con. Như vậy chúng ta thấy rằng là để tìm được số dây trắng, ta phải lấy cái đoạn ứng với 35 con này cộng với cái đoạn ứng với 18 con này. Vậy phép tính trong bài phải là 35 cộng với lại 18. Chúng ta thấy không? Trong bài là có gì nhỉ? À, có từ ít hơn, nhưng phép tính chúng ta phải dùng ở đây lại là phép tính cộng. Cho nên là chúng ta phải lưu ý rằng là nên vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra để tìm được phép tính đúng nhé. Chúng mình sẽ viết câu lời giải như sau. Dựa theo câu hỏi chúng mình sẽ viết: trang trại nhà Bình có số con dê trắng là. Anh chấm xuống dòng phép tính này, chính là phép tính cộng các em ạ. 35 cộng 18. Và các em đặt tính ra nháp nhé. Ta được kết quả là bằng 53. Mở ngoặc đơn vị là con. Xuống dòng đáp số. Hai chấm chúng mình ghi rõ ra 53 con dê trắng. Chấm. Mình đã xong bài số 7 rồi. Tiếp theo là bài 8. Đề bài như sau. Hôm qua cửa hàng nhập về 48 thùng mì. Hôm nay cửa hàng nhập về ít hơn hôm qua 19 thùng mì. Hỏi hôm nay cửa hàng nhập về bao nhiêu thùng mì? Chúng mình cùng với thầy biểu diễn sơ đồ đoạn thẳng nào. Hôm qua thì biết rồi. Đoạn thẳng này thể hiện cho 48 thùng mì. Thế còn hôm nay? Trước hết thầy dùng thước để gióng thẳng điểm đầu này. Hôm nay cửa hàng nhập về ít hơn hôm qua. Tức là hôm nay là đoạn thẳng thể hiện sẽ phải là ngắn hơn nhé. Hỏi chấm thùng. Bây giờ mình dùng thước chúng ta gióng thẳng này. Vậy thì mình sẽ nhìn ra được là gì nhỉ? Cái đoạn này là ứng với hôm nay ít hơn hôm qua là 19 thùng. Như vậy các em đã hình dung ra phép tính trong bài là cộng hay trừ chưa nhỉ? Để ra được hôm nay ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất này ứng với 48 thùng nhé. Trừ đi cái đoạn 19 thùng này, phép tính trừ các em ạ. Đó là 48 trừ đi 19 ở trong cái bài này nhé. Câu lời giải mình sẽ viết như sau. Hôm nay cửa hàng nhập về số thùng mì là. Phép tính trong bài chúng mình sẽ lấy 48 trừ đi 19. Em thực hiện ra nháp nhé, ta được kết quả đó là bằng 29. Mở ngoặc đơn vị là thùng, đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số. Xong rồi. Hai chấm mình ghi rõ ra đó là 29 thùng mì. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang bài số 9. Đề bài như sau. Phương cao 82 cm, Hà thấp hơn Phương 9 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu cm? Chúng mình thấy có từ ngữ là thấp hơn. Cái từ ngữ thấp hơn này mang ý nghĩa như là ít hơn đấy các em ạ. Thấp hơn thì mang ý nghĩa như là ít hơn. Bây giờ chiều cao của Phương biết rồi, ta sẽ biểu diễn trước. Đoạn thẳng này thể hiện cho 82 cm chiều cao của Phương. Bạn Hà thấp hơn Phương có nghĩa là đoạn thẳng biểu diễn sẽ phải là ngắn hơn nhé em. Thấp hơn mang ý nghĩa là ít hơn đấy các em ạ. Đoạn thẳng biểu diễn là ngắn hơn này. Hỏi chấm cm. Và chúng mình dùng thước, mình gióng thẳng lên thì mình sẽ nhìn ra được là cái đoạn mà ứng với là bạn Hà bạn thấp hơn bạn Phương, đây là 9 cm. Vậy thì phép tính trong bài để tìm ra chiều cao của bạn Hà thì ta sẽ lấy chiều cao của bạn Phương, ta trừ đi cho 9 nhé. Phép tính là 82 trừ đi 9 các em ạ. Câu lời giải chúng mình sẽ viết như sau. Hà cao số cm là. Hai chấm xuống dòng phép tính.
82 trừ 9 bằng 73 đơn vị là cm. Xuống dòng. Đáp số mình ghi là 73 cm. Chấm. Vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài 7, bài 8, bài 9 ở trang 42 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 rồi các bạn.